nên nhớ luật thế gian cũng như luật uh, cõi trời chỉ cho một lần cơ hội sư phụ là người cuối cùng đưa lên tiếng nói để sau này họ đừng có trách là trời phật vô tình <laughs> thì cho nên sư phụ thường nói địa ngục cũng đóng cửa <laughs> tất cả họ cũng chở vô một cái giường chở thú trong đó có rất là nhiều vị thầy thầy giả mạo ma quỷ rồi họ sẽ ở vào ở đó một cái thời đại mấy nghìn năm vì cái tâm tánh của họ sẽ không có thích ứng với thời đại di lạc về thời đại vàng kim ở trên trời song song hiện bây giờ những thai nhi đang mang bầu thai ra đời là con ở ngọc bích thì sẽ chuẩn bị sẽ thành lập lại một cái xã hội thừa um, thiên đàng của hạ giới thì những người đó sau này khác hơn những cái người của ngày hôm nay hai năm hai này những cái người của những cái thời xưa họ sẽ ăn hiền ở lành và biết tôn ti trật tự và không có hơn thua tranh đấu với nhau còn có những cái người mà hôm nay mình đã gặp nhiều ở ngoài đường hay là có thể là anh em trong mình trong nhà đó thì những người đó họ bao nhiêu từ lúc họ mới sanh ra đời cùng anh em với con cùng những người thân của con bạn bè con rồi hôm nay họ vẫn lì lợm cứng đầu là vì họ vô minh thì họ cũng trở lại cái tánh làm thú cũng như từ trước khi họ mang thân người vì đây là cái cơ hội mà thượng đế dịch các chư phật cho họ một cái thời kỳ mạo pháp để mà lập công còn họ có nhưng mà mình không có nói hết nha có một số á, nó là nó biết quay đầu nhưng mà một số lại không biết thì cái số mà mình đang nói là cái số vẫn không biết thì họ trở lại họ làm thú trở lại còn trong tương lai cái xã hội này nó không còn cái bất công nữa tức là không còn các mát lên nữa thì cộng lại những chư thiên ở trên trời xuống thế gian để mà mang thân người chịu khổ nắng mưa gió lạnh ái ố hỷ nộ trách nhiệm con cái gia đình thì họ sẽ được thăng tiến hơn đây là cơ hội cho những vị của trời đầu thai xuống <laughs> mang thân người để mà thăng tiến thần hồn cao hơn còn những những cái người mà mà không có đậu kỳ này gọi là rớt thì họ sẽ đi vào một cái đầu thai làm thú nhiều mấy người tham lam thời nay nè ăn tiền của đằng na thấy chủ một đồng á trả lời gấp vạn lần á rồi uh, <laughs> tham nhũng tiền không phải của mình mà lấy làm của riêng của mình thì sẽ mang nhiều chứng bệnh tật lạ rồi sẽ chết cả con cháu cũng không có được hưởng Luật nhân quả rất là rõ ràng đâu ra đó Không ai à, làm gì á Cả Đức Phật hồi xưa đó, Đức Phật Thích ca có thần thông đó. Mà Ngài cũng phải bị nhức đầu khi họ một tiền kiếp Ngài gõ đầu với con cá Đó là bằng chứng để mình biết là luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một việc nhỏ hay một việc lớn Cả ngày hôm nay mấy con khởi tâm Để mà đi về trời với sư phụ với cha với mẹ chót một cái hành động làm nhỏ của con hôm nay độ được những người xung quanh thì về trở cái công đức nó lớn hơn cao hơn rồi có những người uh, sống rất là khổ nhiều khi không có tiền bạc còn mang bệnh tật trong người nữa thấp hèn nhưng mà tâm hồn lại cao thượng thì những người đó mới là đáng quý khi về trời những người đó lại nhiều công đức hơn nữa Tại ừ, về cái thế gian này một người tỷ tỷ tỷ, tỷ phú giàu nhất thế giới giàu nhì thế giới giàu ba thế giới cho cái loại hàng giàu nhất luôn đi cuối cùng chết cái thằng hồn sẽ lãnh được hậu quả những cái thưởng và những cái phạt do cái xác phàm gây ra đó là cái đó là cái cái tổng kết của một cuộc hành trình uh, của một đời người vô thường nhưng mà khi họ có tiền thì họ mạnh khỏe họ có nghĩ dùng tiền để mua thuốc uống hay là có những cái sơ cao siêu <cười> có <cười> có những người tỷ phú khi mà mang chứng bệnh ung thư thì cả những người thợ hớt tóc mà làm cho bả cũng bị thất nghiệp đó. thuốc hồ chi á nhà rộng nhà đẹp cũng không có được ở chỉ nằm trong giường bệnh ở trong nhà thương có cái giường nhỏ xíu thì tủ quần áo thì đầy hết đồ sang ông bộ chừng năm mươi nghìn đô Mà cũng đâu có mặc được chỉ có mặc có miếng giải cái cột thôi hả quần <laughs> xe cộ máy bay rồi á, thì cũng đâu đi được cũng ngồi xe lăn đẩy đó là những người à, hiện tại luôn rất là đông trong nhà thương nè nhiều lắm nhưng mà cái nó khác nhau là khi chúng ta còn đi đứng được, sức khỏe còn tốt, chúng ta còn ngồi một tiếng ba chục phút đọc kinh lại sám hối mỗi ngày cha mẹ thì đó là một cái đầu tư rất là rất rất là quan trọng trong cuộc đời chúng ta và cái đó cũng là một cái thu hoạch rất là cực kỳ lớn để chúng ta mang những cái đó về trời xài cũng giống như mình đi làm ngày được 200 đô còn mình đọc kinh có một tiếng rưỡi thôi một ngày được thưởng hai cục hột sòn bự khổng lồ vậy đó Không công đức là vậy thì về trời chỉ xài bằng công đức còn 200 đô mình đi làm một ngày ấy. chỉ xài thế gian thôi còn xài giỏi lắm là ba chục đô còn trăm bảy chục đô nó cũng bay gió thoảng bay mất à À, nhưng mà đọc kinh tiếng rưỡi vậy á, mà nhiều là chắc cứu, nhiều là không có mất. À, nguyên nguyên luôn bỏ ống ở đó là chắc ăn nhất. Rồi khi lên trên đó thì chúng ta sống hàng tỷ tỷ năm trở, chúng ta không có trở về quả địa cầu này nữa. Cái quả địa cầu này á, rất là những vị gì... chuyển luân thánh dương những vị à, minh sư họ đã lên suốt và họ biết cõi trời biết cõi người cũng giống như vụ vậy đó thì cái phải đi cầu này á nó y như cái 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 nhà tù giống như khám chí hoài vậy đó y như khám chí hoài ở trong đó rất là thiếu thốn và rất là thiếu tiện nghi mình giờ đi đâu á cũng phải đi bằng xe trên kia mình chỉ cần nghĩ tới đâu thần thông của mình bay tới đó mình muốn ăn gì mình nghĩ cái nó hiện ra trước mặt mình Họ có trời cực kỳ sung sướng có thế gian cực kỳ khổ ải nhưng mà nó không giống như những nhà Hollywood giàu có tỷ phú họ có những cái nhà villa biệt thự lộng lẫy cực kỳ lớn ở khắp tất cả trên thế giới có những lúc bao năm họ chưa đặt chân tới đó nhưng mà lúc nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ sẵn cho họ Lúc họ tới có 1 tiếng trong vòng 3 năm thôi Những cái biệt thự lớn Sư bộ biết Những cái du thuyền khổng lồ Đủ hết máy bay riêng rồi nữa Nhưng mà cái thời gian họ đâu có đâu Còn ngược lại Có những cái người Sống ở thế gian Bữa nay ăn không biết ngày mai mình ăn cái gì Nhiều lúc nghèo quá đó Cũng quên đường về Tức là quên, quên đường đi về thiên đàng còn những cái người mà già quá như vậy á họ cũng quên luôn cả hai rất là khó cho nên mình ở cái dạng chung dung thì dễ nhất là đừng có mong cầu thấy ai giàu á đừng có nghĩ là họ sướng giàu là chưa chắc là sướng giàu á họ đều có khổ tâm của cái giàu của họ họ khổ tâm là họ phải lo giữ tiền nè nghe Người lo thị trường chứng khoán của họ bị giảm mất nữa nghe Về chưa tính nữa Nếu mà họ hên Họ bình thường á Họ mà đi khám bác sĩ ra cầm tờ giấy Là bác sĩ nói trong vòng 6 tháng là ung thư Cấp độ 3, cấp độ 4 là xong Cái mặt nó sẹo Cái đó mình nói những quốc gia tự do Còn những quốc gia như Việt Nam vậy lau cái con tờ giấy của bác trọng gửi về cái đốt củi cái là mặt méo rồi phải không đúng rồi, tối giờ trong phòng hãy ông dây thắt cổ giống như mấy ông gì bữa giờ nhiều lắm chứ còn nếu mà không thắt cổ thì tài sản cũng bị lấy thì những cái người xung quanh bị liên lụy con của mình bị mất tương lai nữa phải không hy sinh đời cha Cũng cố đời con nhưng mà không quên cũng sẽ không có củng cố được chỉ có cái thiện lành chỉ có cái làm đúng mới là củng cố chứ không phải là, à, à, tự tử là củng cố rồi có <laughs> nhìn thấy mấy người việt nam giờ nhiều tự tử lắm thì là tức cười á nhớ cái hộ thấy thế gian này giống như trò hề buồn cười á cái hộ cũng là người đang đóng phim của thế gian phải không đang đóng kịch cho thế gian cái hộ là người thiệt tất cả họ là người ảo quá trời ảo nhưng mà họ nghĩ là họ thiệt còn thua là ảo không có ai ảo ai thiệt sẽ chờ xem vàng tức là vàng than tức là than thua vàng thiệt á lửa mà càng đốt chừng nào vàng càng sáng chừng đó